Qua Paloma 50 cho bóp được không? Có ai? Ô tuyệt vời, người quen nó mở cái hội biểu tiện mà. Ờ vậy hả? Cảnh dữ lắm á. Mình có chén gì đó, gà giòn gọi rồi đó, gọi rồi. Anh Minh bộ phận con kéo gì, con kéo gì, cái đó là con cái này cái đó gì vậy? Vậy cuối cùng cũng bị làm lỡ ăn rau thôi, ăn đi nổi ăn rau. Dạ, anh đi ăn đi, chuẩn bị ăn đi. Bỏ rau hết rồi, đại ca. Mời, xin mời. Mình còn cá phở hà. Dạ, ngồi đi, chịu chứ. Nhà con phía tàu không? Bỏ lên đó phía khác. Giờ nhà con phía tàu không? Sao vậy? Sáng năm gặp lại nhé. Kêu là sang năm gặp lại lên đây. Được. Anh đi vacation rồi, khách vacation. Ok, thảm cỏ rồi, xong rồi. Quên cơm, để nó.
mà. Chị giờ lót cái flower. Ủa sao bây giờ không đi chơi trên đường về, không đi freeway xuống Red Bull coi chụp hình mấy cái ấy. Cái đó nó có chưa anh? Cái đây có rồi, dưới có rồi. Dạ, sẽ tới bung vô cây đó chụp lát rồi xong rồi. Mấy cây đó xong rồi đi về luôn. Ra freeway 5 đi về. Tháng 7 gặp phải không? Tháng 7 không được, em xuống rồi tháng 7 không được. Tháng 6 Khánh bây giờ biết đường, bây giờ bong ra đây cái quẹo trái. Lên qua qua luôn hả? Ừ, vô qua qua sao luôn. Rồi, dạ. Đi, bye. Ok rồi, bye, bye. Ra đây nè, ra đây nè. Rồi, rồi, rồi. Cái mà gọi là South Bound Rest Area đó. Cái đó thôi, còn cái thằng kia thì... Có mà. Cái này á.